Thưa quý vị, lấy cảm hứng từ di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, quán cà phê Phong Nha nằm trên đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu, gây ấn tượng bởi không gian xanh cùng nét độc đáo của kiến trúc hang động. Bước vào không gian quán, nhiều người như được trải nghiệm khám phá tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Bản tin cập nhật tối nay, mời quý vị cùng đến với thành phố biển Vũng Tàu để khám phá cà phê Phong Nha, một trong những quán cà phê hang động sinh thái độc đáo tại đây. Cà phê Phong Nha nằm giữa trung tâm thành phố biển Vũng Tàu là sự mô phỏng kỳ quan thiên nhiên thế giới động Phong Nha, tỉnh Quảng Bình. Kiến trúc hang động được tạo nên từ những khối thạch nhũ nhân tạo, muôn hình hài kỳ thú, là nét độc đáo khó xen lẫn với bất kỳ không gian cà phê nào tại Bà Rịa Vũng Tàu. Bên ngoài hang động được phủ bằng thảm thực vật phong phú, ấn tượng nhất là những chùm rễ cây cổ thụ và các loại dây leo tùm tự nhiên len lỏi bám chặt vách đá, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng già ngay giữa lòng thành phố. Cây cối tùm cộng với núi đá kỳ vĩ, bên cạnh dòng suối lượn quanh, nước chảy ngầm róc rách, cà phê Phong Nha chào đón thực khách bằng vẻ đẹp nhân tạo nhưng đầy tính thiên nhiên. Thì thích nhất là ở đây là mát mẻ, không gian là thoải mái, xanh sạch. Mình rất thích cái kiểu cây nó leo như thế này, với cả những cái cây mà gốc to, tạo cái cảm giác nó mát, với cả nó cổ kính. Cà phê Phong Nha còn nổi tiếng với những loài cá có tuổi đời trên chục năm, trong đó cá hải tượng, loài cá được mệnh danh là thủy quái, hiện có 2 cặp với trọng lượng lên đến 150 kg. Thú vị hơn, những loài cá được nuôi ở đây khá thân thiện và có những dấu hiệu về việc hiểu con người. Dạ, mỗi lần con ra đây thì con rất thích chơi với cá ở đây vì nó rất to và đẹp và không gian ở đây rất là thoáng mát rộng rãi. Em hay đi cà phê ở đây. Em khá là thích cái hệ thống cây xanh ở quán Phong Nha này, với mấy con cá ở đây nó khá là hiểu người luôn ạ. Ý tưởng cà phê Phong Nha là của anh Nguyễn Văn Khương, một doanh nhân người Quảng Bình. Còn người trực tiếp thổi hồn cho không gian sinh thái này là anh Trần Văn Dì, vị quản gia của quán. Là chim, chó, cá, cây cảnh, chào cười và cảm ơn. Chim, chó, cá, mũ để cho người ta ngắm chơi. Còn chào cười, cảm ơn, đó là phép lịch sử của mình. Đi vào hoạt động hơn 15 năm nay, cà phê Phong Nha trên đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu trở thành không gian cà phê sinh thái thân thuộc được nhiều người dân và du khách tại thành phố biển Vũng Tàu yêu thích, gắn bó.